Cô chú anh chị và các bạn thân mến, ngay bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay chia sẻ hình ảnh của một căn nhà đẹp trong khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì huyện Đức Hòa là giáp ranh với Hóc Môn và Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh nha. Ở đây mình đi vô Hóc Môn là có 10 cây thôi. Đi bến xe An Sương 20 cây, đi sân bay Tân Sơn Nhất 30 cây. Căn nhà mà bây giờ Tấn quay á là căn nhà này nè cô chú anh chị. Chiều ngang 4m, chiều dài 18m, diện tích sàn là 200m2, nhà có hoàn công nha, tức là có thông tin nhà ở trong sổ hồng luôn. Căn nhà này có điểm cộng á là hướng bắc, tức là mát mẻ cả ngày nha cô chú anh chị. Mặt tiền là đường N24 trong khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Thì căn nhà này gồm có một trệt, hai lầu, diện tích sàn á là 200m2 ha. Thì bây giờ anh Hiệp chủ nhà bán căn nhà này với giá 3 tỷ 050 triệu. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì liên hệ trực tiếp gặp anh Hiệp, không có qua môi giới trung gian nha. Căn nhà này Tấn thấy thiết kế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Và có thêm một cái điểm cộng nữa là có chỗ để xe ô tô bên trong nhà luôn. Đường này là N24. Cái đường nhựa là rộng 6m, vỉa hè hai bên thì mỗi bên rộng 2m. Tức là cái đường này nó rộng tới 10m lận cô chú anh chị. Phía trước nhà là có đèn đường nè. Đường dây điện, trụ điện là đi phía đối diện nhà, cho nên bên căn nhà đang cần bán là không có vướng dây điện, trụ điện gì hết nha. Rất là thông thoáng luôn. Bên hông nhà thì sơn màu xanh nè cô chú anh chị. Nhà gồm có một trệt, hai lầu, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, 4 toilet và có tới 2 phòng khách luôn nha. Nhà hướng chánh bắc. Hướng bắc thì có cái ưu điểm là sẽ mát mẻ cả ngày. Đây, đường N24 nè. Đằng đây cái ngã ba thì cái đường nằm ngang là D33. Trong khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Ở đây là xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Số nhà là M508 nha cô chú anh chị ơi. Đây, đường N24 ha. Chút nữa lên trên lầu á, Tấn sẽ quay toàn cảnh khu vực này cho cô chú anh chị coi ha. Đây, điểm cộng của căn nhà là chỗ để xe ô tô bên trong nhà luôn. Xe 4 chỗ, 7 chỗ đậu trong đây luôn ha. Thì cái cửa ngoài là có hai lớp cửa ha. Lớp cửa thứ nhất là cửa sắt. Đó, cửa sắt bự. Và lớp cửa thứ hai là cái cửa cuốn. Đèn trang trí hai bên nè. Cái cổng bên trên có lợp ngói ha. Trong nhà thì làm trần thạch cao và có trang trí giống như là mạ vàng vậy đó, nhìn rất là sang trọng hả cô chú anh chị. Cửa nhôm sinh pha kính cường lực ha. Đó, cái khúc này là chỗ để xe nè. Chiều ngang 4m, chiều dài 18m. Có gạch men dán tường luôn nè cô chú anh chị. Cửa nhôm sinh pha cao cấp kính cường lực ha. Ở đây là phòng khách chính của căn nhà nè. Ở trên lầu 2 á là có một cái không gian nó rộng giống vậy luôn. Tấn gọi là cái phòng khách thứ hai đó. Tức là nhà này có tới 2 phòng khách luôn. Đây, bên trên là trần thạch cao, đèn led, đèn chùm. Phong cách châu Âu rất là đẹp như thế này ha. Căn nhà này á, bước vô nhà cái cảm giác là nó thoáng cô chứ anh chị ơi. Khá là thoáng luôn á. Chỗ này có một cái bức tranh phong cảnh hữu tình. Gạch men dán tường thì cao khoảng 1,5m ha. Trong khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh này á, là nhà đẹp đẹp không cô chú anh chị. Ở đây á, là nhà giàu nè, những người ở Sài Gòn nè lên đây mua nhà, hay là người Việt Kiều á, là người ta cũng về Việt Nam lên đây mua nhà rất là nhiều nha. Trong đây là rất nhiều công viên nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này là gần công viên Nhật Bản, gần công viên khủng long. Chúc Tấn sẽ quay mấy công viên cho cô chú anh chị coi luôn ha. Từ trong phòng khách nhìn ra ngoài sân, nhìn ra mặt tiền nè. 3 tỷ 050 triệu.
là bao trọn gói giấy tờ đó cô chú anh chị, nhà có hoàn công luôn, là có thông tin sổ hồng, có thông tin nhà ở trong sổ hồng luôn á. Cái này là nhựa giả gỗ ha, còn cái này là tấm nhựa vân đá. Đây là khu vực cầu thang nè. Cầu thang là tay vịn bằng gỗ, lan can là kính cường lực, bên dưới là đá hoa cương. Ngay chỗ này thì có một cái kệ bằng gỗ. Đó, cái kệ trưng bày bằng gỗ ha, chất lượng luôn nè. Tiếp theo là khu vực nhà bếp. Ngay chỗ bếp là bên trên cũng trần thạch cao, làm đẹp luôn, có cái quạt trần. Cái quạt này điều khiển bằng remote luôn á cô chú anh chị. Rồi bên đây là có thêm một cái bức tranh công viên ha. Mặt bếp là đá hoa cương nè, học tủ gỗ. À, rất nhiều học tủ luôn. Chỗ này là để gắn cái máy hút khói khử mùi nè. Nhà là có nước máy nóng lạnh nha cô chú anh chị. Có máy nước nóng năng lượng mặt trời nha. Ở đây là có cái tấm kính nè, ở ngay bếp là có tấm kính để dễ lau chùi. Vị trí Google Maps của căn nhà đó thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị và các bạn thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa ha. Còn nếu cô chú anh chị muốn mua căn nhà này thì alo trực tiếp cho anh Hiệp chủ nhà, không có qua môi giới trung gian nha. Sổ hồng đứng tên anh Hiệp luôn. Ảnh bán 3 tỷ 050 triệu là bao trọn gói luôn đó, lo hết giấy tờ. Ngay chỗ này là khu vực giếng trời nè cô chú anh chị ơi, thì chúng ta có thể để máy giặt ngay góc này ha. Đó, bên trên là giếng trời, ngay khúc này là dán gạch men lên tới trên luôn. Bên trên đó là cái tấm nhựa sáng ha, để lấy ánh sáng tự nhiên á, tấm nhựa hay là tấm kính gì đó. Và đây là nhà tắm toilet của tầng trệt nè, cửa nhôm sinfa kính cường lực, bồn cầu liền khói, lavabo, gương. Nhà đó là sử dụng nước máy nha cô chú anh chị. Và chỗ này nè là cái máy bơm trợ lực đó, để bơm trợ lực lên những cái tầng trên đó, cho nước nó mạnh đó. Trong khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì bên chủ đầu tư Cát Tường Phú Sinh đó, người ta đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng như là đường nè, điện, nước, rồi wifi, internet, là bên chủ đầu tư người ta đã hoàn thiện hết rồi cô chú anh chị. Bởi vậy khu vực này á, nhiều người ở Sài Gòn người ta thích chỗ này. Việt Kiều á, Việt Kiều về nước người ta cũng lên đây mua nhà đất định cư ở đây rất là nhiều luôn. Lên trên lầu 1 nè cô chú anh chị, thì nhà là có 2 lầu ha, lầu 1 và lầu 2. Đây, thì cái lầu 1 này là có tới 3 phòng ngủ và 2 toilet. Chúng ta sẽ xem cái hướng mặt tiền trước ha. Hai cái phòng này thì không có toilet bên trong ha. Đây, cái phòng mặt tiền, ban công nè, bên trên trần thạch cao, đèn led nè, đường dây điện, máy lạnh, đường ống thoát nước và đường ống đồng là có đi sẵn này. Chỉ cần mua máy lạnh gắn vô thôi, đèn ngủ đâu có sẵn luôn. Cái này là có tranh lụa dán tường. Thì cái diện tích nền nó là 4 x 18, tổng diện tích là 72 m², thổ cư 100% á cô chú anh chị. 72 m², thổ cư 100% ha.
Còn cái diện tích sàn á thì nó là 198,8 m², coi như là diện tích sàn là 200 m² ha. Đây, ban công của lầu 1. Cửa nhôm Sinfa kính cường lực luôn. Đây, ban công thì khá là rộng ha. Bên dưới là lợp ngói nè, lan can nè. Rồi, đối diện phía bên kia kìa cô chú anh chị. Đối diện nhà là cái khu đất trống, còn phía bên kia là nguyên cái dãy nhà phố ha. Dãy nhà phố xây giống nhau đó, là nguyên cái dãy bên đó luôn. Còn đối diện nhà hiện tại là khu đất trống nè. Đó, đường xá ở đây thì bên chủ đầu tư Cát Tường Phú Sinh đã hoàn thiện rất là tốt ha. Đường nhựa rộng 6 m, vỉa hè hai bên, mỗi bên 2 m. Rồi có trồng hàng cây sờ cừ, rất mát mẻ luôn. Bên hông nhà nè, là khu đất trống. Ở sau lưng nhà là một trong những cái trục đường chính của cái khu này ha. Và phía sau là kênh sông Trăng. Ở trong đây là rất nhiều công viên, cùng với đó là những cái hồ sinh thái, những cái dòng kênh sinh thái, cho nên là rất mát mẻ luôn. Đường dây điện, trụ điện là đi phía đối diện, cho nên bên căn nhà đang cần bán là không có vướng đường dây, đường trụ điện gì hết đó. Có đèn đường nè, cây xanh nhiều nè, gọi là khu đô thị sinh thái mà. Đây, mặt dựng của ban công tầng 1 ha. Thì những cái đèn led đó cô chú anh chị, là ở ngoài thực tế á, nó không có chớp chớp gì hết nha. Do quay vô camera chúng ta thấy là có lúc nó chớp chớp á. Ở ngoài là nó đứng im như cô chú anh chị đang thấy nè. Còn quay vô camera có lúc thì nó bị chớp chớp ha. Rồi, phòng ngủ đầu tiên, cửa gỗ. Đây là cái phòng ngủ thứ hai, là có cái cửa ra hành lang, cửa sổ ra hành lang. Cửa đi vô cũng là cửa gỗ luôn. Đó, thì cái phòng này nhỏ nhỏ mini thôi. Cái phòng này là có thể để cho con cái ha. Ví dụ em bé mà cỡ chừng 10 tuổi á, là ở phòng này là hợp lý nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Đèn ngủ, đèn led đâu. Đường dây điện, đường ống đồng, máy lạnh là có đi sẵn hết ha. Cửa sổ cũng là cửa nhôm Sinfa luôn. Đó, thì cái phòng này nhỏ nhỏ xinh xinh, để cho bé khoảng chừng 10 tuổi, mười mấy tuổi là ở đây ha. Rồi, trở lại khu vực cầu thang. Thì kế bên cầu thang là nhà tắm toilet dùng chung cho hai cái phòng vừa rồi. Bồn cầu liền khói nè. Vòi sen là sử dụng được nước nóng lạnh ha. Tấm quay kỹ chi tiết luôn cho cô chú anh chị coi. Đây, bên trên là những cái đèn được trang trí như thế này. Ba đèn luôn ha. Ngay chỗ này là cái bức tranh vườn hoa, nguyên cái vườn hoa tulip bên Hà Lan luôn ha. Rồi, phòng ngủ thứ ba thì cái phòng này là có nhà tắm vệ sinh trong phòng. Đó, phòng này khá là rộng. Có một cái cửa sổ nhỏ là mở ra ngay chỗ khu vực giếng trời. Đó, nhìn ra sau thì chúng ta thấy cái đường nhựa dọc theo cái bờ kè kênh sông Trăng. Nhà tắm toilet trong phòng nè. Gương, lavabo đầy đủ ha. Đó, thì tầng trệt này là có tới 3 phòng ngủ á cô chú anh chị. Tiếp theo chúng ta lên lầu 2. Đây, cầu thang nè, thì tay vịn là bằng gỗ ha. Lan can là kính cường lực nè. Và mặt cầu thang là đá hoa cương màu đen. Rồi, tiếp theo lên lầu 2. Trên đây là vườn hoa hồng. Đây, lên tới lầu 2 nè cô chú anh chị ơi. Thì ngay chỗ khu vực cầu thang ha, bên trên là giếng trời.
Thì ngay chỗ này Tấn nói là phòng khách thứ hai của căn nhà nè. Đó, một không gian rộng rãi như thế này, chúng ta có thể để cái bộ sofa ngồi đây ha, để tiếp khách, trò chuyện, hay là cho mấy em nhỏ ngồi học bài khu vực này. Có mấy quạt rồi nè, mát mẻ ha. Còn cái kệ này thì để đồ trang trí đồ lên. Bây giờ mình sẽ xem cái phòng bên trong trước ha. Cái phòng này thì có nhà tắm toilet trong phòng nè, là cái phòng ngủ thứ tư của căn nhà này. Đây, lên trên tầng cao thì chúng ta thấy dòng kênh sông Trăng. Đó, dọc theo cái dòng kênh đó là có công viên bờ kè ha. Rồi, nhà tắm toilet trong phòng cũng giống như cái phòng ở dưới tầng 1 vậy đó. Giá bán của căn nhà này là 3 tỷ 050 triệu, sổ hồng chính chủ, đứng tên anh Hiệp, không có qua môi giới trung gian ha. Mặt tiền nhà là đường N24 trong khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, gần thành phố Hồ Chí Minh. Đây, cái phòng này được thiết kế để làm phòng thờ nè cô chú anh chị. Có cửa sổ phía trước ha. Đó, cái phòng này gọn, rất là gọn. Bên trên cũng làm trần thạch cao rồi luôn. Đó là thiết kế để khu vực phòng thờ. Có rèm cửa đồ đầy đủ ha. Và cái cửa để đi ra ban công. Đây. Cái cửa này là khung sắt ha, kính cường lực nè. Rồi thì cái ban công này là thay thế cái sân thượng luôn đó cô chú anh chị. Đó, cho nên là thiết kế khá là rộng. Chúng ta có thể để một cái bộ bàn ghế đây, ngồi uống trà, ngồi ngắm cảnh, hóng gió đâu cũng được. Bước ra đây thì nó rất là mát luôn cô chú anh chị ơi. Gió mát lắm. Đó, thấy cái rèm cửa bay bay á, gió mát ha. Đây, cửa sổ bự ngay chỗ khu vực phòng thờ nè. Có khung sắt ha, an toàn. Đây, mặt dựng phía bên trên có đèn chiếu sáng, đèn trang trí rồi ha. Đây, lên trên lầu cao nhất thì chúng ta sẽ ngắm được toàn cảnh ở khu vực này nha cô chú anh chị ơi. Đèn trang trí hai bên nè, cái này người ta gọi là sắt CNC nè cô chú anh chị. Đó, những cái đường cắt nè rất là gọn đẹp ha, sắt CNC. Bên dưới là có đá hoa cương nữa nè. À, đứng trên đây công nhận là mát thiệt cô chú anh chị. À, chúng ta thấy đọt cây gió bay 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 đó, khá là mát luôn ha. Dọc theo đường là trồng hàng xà cừ, hai bên hai hàng mát rượi luôn. Đối diện là khu nhà phố xây giống nhau. Đó, thì cái đường mặt tiền nhà là đường 24 N24, còn đường bên đó là N22 đó. Để đường phía bên kia dãy nhà đó là N20. Cái công viên Nhật Bản là phía bên kia cái dãy nhà đó nha cô chú anh chị. Công viên Nhật Bản là đằng đó đó, phía bên kia dãy nhà. Còn công viên Khủng Long là đằng đây nè. Công viên Khủng Long là đằng đây. Còn công viên Bảy Kỳ Quan, công viên nổi tiếng nhất á, là đằng đây. Chút nữa Tấn quay mấy công viên cho cô chú anh chị coi. Đây, cái khu vực này rộng rãi thông thoáng ha. Nhà thì thiết kế đẹp, vô nhà nó cũng rất là thoáng luôn. Bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Sổ hồng chính chủ, đứng tên anh Hiệp. Nhà này có hoàn công, tức là có thông tin nhà trong sổ hồng luôn. Đây, xem cận cảnh sơ đồ nè. Nhà này hướng chánh bắc. Mặt tiền là đường N24. Mặt đường nhựa rộng 6m. Lề đường hai bên, mỗi bên là 2m. Rồi, diện tích đất thì chiều ngang là 4, chiều dài là 18. Diện tích sàn nè cô chú anh chị, nhà liên kế 3 tầng, tổng diện tích sàn là 198,8m², tầng 1 là 64m², tầng 2 là 68,1, tầng 3 là 66,7.
thửa đất số 1854 tờ bản đồ số 9, địa chỉ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Diện tích nền là 72m², thổ cư 100%. Nhà ở liên kế, diện tích xây dựng là 64m². Nhà cấp 3 ha, diện tích sàn 198,88m². Ghi chú là khu dân cư Tây Sài Gòn. Rồi, tổng kết lại nha cô chú anh chị ơi. Thì nhà là có chỗ để xe bên trong nhà luôn, hai phòng khách, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, 4 nhà tắm toilet, 2 khu vực giếng trời, 1 nhà bếp. Nhà hướng Bắc, diện tích nền 4 x 18, tổng diện tích nền là 72m², thổ cư 100%. Còn diện tích sàn á, là 1 trệt 2 lầu, thì tổng diện tích sàn là 200m². Nhà hướng Bắc ha, mát mẻ cả ngày. Đây, bây giờ Tấn sẽ quay lại mặt tiền của căn nhà này một lần nữa để cô chú anh chị và các bạn xem ha. Giá bán 3 tỷ 050 triệu. Nếu cô chú anh chị và các bạn thích muốn mua thì alo trực tiếp cho anh Hiệp chủ nhà, không có qua môi giới trung gian ha. Mặt tiền là đường N24, số nhà là M508. Đây, nhà thiết kế đẹp nè, 1 trệt 2 lầu ha, hướng chánh bắc, trong khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đường N24 nè cô chú anh chị. Mặt tiền đường nhựa rộng 6m, vỉa hè hai bên mỗi bên là 2m. Đó, tức là cái đường này nó rộng 10m ha, tính cả vỉa hè. Nhà sử dụng nước máy nha, có máy bơm trợ lực sẵn luôn. Đây, bên hông là đất trống nè. Nhà sơn màu xanh. Cái mặt ngoài ha. Ở phía sau là dòng kênh sông Trăng. Ở bên hông là đất trống, ngay phía đối diện cũng đất trống luôn. Vỉa hè thì bên chủ đầu tư Cát Tường Phú Sinh người ta trồng cái hàng cây sạc cừ, mát mẻ ha. Ở đây mình đi xích tới, quẹo trái là công viên Nhật Bản nha. Công viên Nhật Bản là sau lưng cái dãy nhà đó. Còn ngoài đây là công viên Khủng Long, rồi công viên Bảy Kỳ Quan là đi ra hướng này. Đó, trong khu này là có mười mấy, 20 cái công viên lận cô chú anh chị, gọi là khu đô thị sinh thái mà. Rồi bây giờ Tấn đọc số điện thoại của anh Hiệp chủ nhà để cô chú anh chị liên hệ nha. Giá bán 3 tỷ 050 triệu. Số điện thoại là 0977 341 948, 0977 341 948, 0977 341 948. Gặp anh Hiệp chủ nhà. Đây là cảnh buổi chiều ngay tại công viên Bảy Kỳ Quan, trong khu Cát Tường Phú Sinh nè cô chú anh chị. Đó, buổi chiều là người ta sẽ cho thuê xe điện cho nít chạy vòng vòng, người lớn chạy cũng được luôn á. Đó, chạy vòng vòng công viên ha. Đây, những cái kỳ quan thu nhỏ như là tháp Eiffel nè, tượng nữ thần tự do, nhà hát con sò rồi nè. Thì chút xíu nữa trời tối á, là những cái công trình này sẽ mở đèn led, đèn chớp đầu lên, nó sẽ rất là lung linh ha. Chút Tấn ghép một khúc mà mở đèn á cho cô chú anh chị coi. Còn bây giờ đường đi tới nhà thì dễ biết lắm cô chú anh chị ơi. Ngay bên hông của công viên nè. Đó, bên phía tay phải là công viên bờ kè dọc kênh sông Trăng. Đó, ngay công viên ha. Thì chúng ta chạy thẳng cái đường này. Đó, đây có công trình nhà đang xây nè. Thì chạy thẳng cái hướng này ha, chạy khoảng 500m tới đường số D33, quẹo trái. Chạy thẳng tới đường số 33 là quẹo trái nè cô chú anh chị. Đây, D33. Thì cái căn nhà là cái màu xanh xanh ở trên màn hình đó, cô chú anh chị thấy chưa? Đây, đường xá ở đây đường nào cũng rộng hết, có đèn đường, có lề đường, có hàng cây xanh, có trụ phòng cháy chữa cháy luôn nha cô chú anh chị. Cái công viên Khủng Long á là ngay cái ngã ba phía trước à, ngay ngã tư phía trước mình quẹo trái là công viên Khủng Long, còn quẹo phải là công viên Nhật Bản đó. Đây, nhà thì mình quẹo qua đây ha. Giờ vô đường D33 cái mình quẹo phải nè. Đây, nhà hàng xóm ngay bên cạnh.
căn nhà đang cần bán là ở bên tay phải. Số nhà là M508 ha.